quý vị đang theo dõi chương trình cà phê ngày mới và bây giờ chúng ta đến với thời lượng dành cho tiểu mục điểm báo Thưa quý vị, ngày mai, ngày 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam và chúng ta cũng đang sống trong tháng hành động quốc gia về công tác dân số. Nâng cao chất lượng dân số là đầu tư cho tương lai. Vì thế, báo chí số ra sáng nay và có lẽ là cả ngày mai nữa có rất nhiều những bài báo đề cập đến tình hình của Việt Nam trong việc nâng cao đời sống cho người dân, nâng cao chất lượng công tác dân số. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều thông tin về công tác kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân và cuối năm, những chính sách y tế giao thông, kinh tế của năm qua còn gây nhiều băn khoăn hoặc những kỳ vọng vào tương lai vào năm mới. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được cùng quý vị chúng ta điểm qua một số đầu báo đáng chú ý. Chuyên trang vấn đề hôm nay của báo tuổi trẻ trên trang 23 có nhiều bài viết liên quan đến chủ đề ngày dân số Việt Nam, phân tích thực trạng dân số đang già hóa cùng hàng loạt các giải pháp của địa phương để giải quyết tình trạng này. Và chúng tôi xin được chất đọc một bài báo đáng chú ý, Việt Nam đối mặt với dân số già. một quý vị cùng theo dõi. Sau khi bắt đầu thời kỳ già hóa dân số vào năm 2011, với tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm 9,9%, Việt Nam sẽ trải qua giai đoạn dân số già từ năm 2026 đến năm 2054, khi tỷ lệ người 65 tuổi trở lên sẽ chiếm từ 10 đến 19,9% dân số. Như vậy, như nhiều chuyên gia từng cảnh báo, Việt Nam chưa giàu, nhưng dân số đã bắt đầu già hóa và từ năm 2054 đến năm 2069, Việt Nam sẽ trải qua giai đoạn dân số rất già khi người dân từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 20 đến 29,9%. Nguyên nhân được bài viết đưa ra đó là do các chính sách hỗ trợ can thiệp còn thấp dẫn đến trên là giới tính khi sinh, khuyến sinh ở vùng có mức sinh thấp không được cải thiện đáng kể tại một số địa phương đã đưa ra những chính sách khuyến khích sinh đẻ như tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đang đưa ra đề xuất là khi sinh con lần thứ hai, ngoài chi phí bảo hiểm y tế thanh toán, những người cư trú trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ phần còn lại. Thành phố cũng xây dựng lộ trình hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần đối với các cặp vợ chồng sinh đủ hai con hay nhiều địa phương khác tại đồng bằng sông Cửu Long như là Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng đang áp dụng chính sách là gia đình sinh đủ hai con một bề là gái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và mẹ còn trong độ tuổi sinh đẻ nhưng không vi phạm chính sách dân số kể từ sinh con gái thứ hai sẽ được khen thưởng hay tại Đồng Nai sinh đủ hai con sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Chắc chắn đây sẽ là những thông tin rất vui đối với những cặp vợ chồng trẻ, đặc biệt là với những ai đang chuẩn bị sinh con hay là đón đứa con thứ hai chào đời. Và khi mà có gia đình con cái thì rất là nhiều người bật một câu hỏi đó chính là không biết là sẽ có không gian nào để cả gia đình có thể vui chơi với nhau, rộng rãi, thoáng mát và có nhiều hoạt động cho con trẻ. Và rõ ràng là tuyến phố đi bộ ở các thành phố như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một điểm hội tụ vào dịp cuối tuần để các gia đình có thể đưa con trẻ đến đi dạo phố và tham gia các hoạt động tại đây. Và dù dương ủng hộ tổ chức các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những ý kiến băn khoăn bởi tác động của đề án giao thông đời sống nhân dân, nhất là người nghèo trong khu vực. Báo Người lao động đăng tải những ý kiến trong bài viết trên trang 7, mở rộng phố đi bộ chưa hết băn khoăn. Cụ thể như chuyên gia bày tỏ để hiện thực hóa các tuyến phố này cần làm rõ các vấn đề liên quan như là quy hoạch các bãi đỗ xe, sinh kế của người nghèo trong khu vực, quản lý an ninh trật tự cũng như phải có quy chế quản lý vận hành các tuyến phố. Có ý kiến đề xuất cần đặc biệt lưu ý hỗ trợ những đối tượng yếu thế như là người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em thông qua việc bố trí làn đi bộ dành riêng, bố trí thêm các trạm dừng đỗ taxi, xe công nghệ, xe điện đón khách đi bộ trung chuyển đến những khu vực khác. Song song với đó, ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ để các quy định khi ban hành không trái với quy định của pháp luật, nhằm dễ quản lý lo ngại khi tổ chức các tuyến phố đi bộ, người dân sống trong khu vực chịu ảnh hưởng trước tiên, đặc biệt là những người nghèo bán hàng rong. Có đề xuất là nên chăng tổ chức một khu vực cho những hộ buôn bán hàng rong như một số nơi đang thí điểm tại khu vực quận 1. Thưa quý vị, khác với mọi năm, mặc dù đang tung ra nhiều gói kích cầu giảm đến 50% giá vé cho khách đi tàu, nhưng đến nay thì ngành đường sắt vẫn đang ế hơn 150.000 vé tàu Tết. Trong khi đó, lượng khách đi hàng không tăng mạnh và các hãng bay cũng đã tung ra nhiều gói kích cầu để thu hút hành khách. Phản ánh thực tế này, Báo Lao động Trang 3 các bài viết đi lại dịp Tết nguyên đáng tân sửu 2021, đường sắt ế vé, hàng không lên ngôi. Xin được chất đọc của quý vị. Theo bài viết do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc bán vé đường sắt năm nay rất khó khăn. Cùng với đó, đường không quốc tế gần như đóng cửa. Do đó, các hãng hàng không Việt Nam tập trung triển khai bay nội địa tung ra nhiều gói hỗ trợ khuyến mãi với mức giá rẻ gần như là rẻ hơn cả vé tàu để mà thu hút được hành khách. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động. Nhiều lao động đã bị dừng việc hoặc là mất việc, do đó họ buộc phải thắt lưng buộc bụng thậm chí là không việc quê ăn tết đoàn viên ở lại thành phố một số người có thu nhập trên mức trung bình thì sử dụng xe cá nhân hoặc đi máy bay do đó lượng vé tàu bán ra đã kém hiện ngành này cũng đang tích cực truyền thông đưa ra nhiều chính sách khuyến mại giảm giá hỗ trợ người dân và đây cũng là cách mà hãng hàng không đang triển khai trong dịp cuối năm này Dịp cuối năm lễ Tết không chỉ là lúc mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao mà cũng là lúc mà hàng hóa cũng sẽ cần xuất nhập cảnh nhiều hơn, xuất nhập khẩu nhiều hơn ở tất cả các quốc gia trên thế giới và trong đó có Việt Nam khi mà nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân cũng tăng theo. Hàng nghìn doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam thì hiện tại lại đang đứng ngồi không yên vì hàng hóa không chỉ khó xuất ngoại mà còn chịu cước vận chuyển bất hợp lý, tăng từ 2 cho tới 10 lần. Báo giao thông trên trang 5 có bài phản ánh là doanh nghiệp khốn đốn vì cước vận chuyển container bất ngờ tăng nhiều lần. Theo phản ánh, bên cạnh việc tăng giá cước vào cuối tháng 10 năm 2020, nhiều hãng tàu đã đồng loạt gửi thông báo yêu cầu tăng phụ phí Red Restoration đối với hàng container xuất khẩu từ Việt Nam đi các thị trường châu Á với mức tăng từ 50 cho tới 200 đô la Mỹ một container và bắt đầu áp dụng luôn từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Ông Hồ Kim Lân, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho biết, liên quan tới việc điều chỉnh tăng giá của hãng tàu, Việt Nam đã có cơ sở pháp lý can thiệp đó là luật cạnh tranh tuy nhiên theo quy định điều kiện để có sự can thiệp của cơ quan nhà nước là phải có bên thực hiện khiếu kiện để đưa ra hội đồng cạnh tranh xét xử bên cạnh đó việc đó khó thực hiện vì cả nghìn doanh nghiệp chịu ảnh hưởng khó có công ty nào đơn phương được mã khiếu kiện nộp lệ phí để đòi quyền lợi cho các đơn vị khác quý vị việc ban hành nhiều chính sách và giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận nhân dân ở các đô thị vẫn luôn là một chủ đề cấp bách hiệp hội bất động sản Việt Nam cùng Bộ Xây dựng đang nghiên cứu nhóm giải pháp nhằm khuyến khích hoạt động phát triển nhà ở thương mại giá rẻ Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp phân tích năm giải pháp được đưa ra trong bài viết trên trang 8 xin được chích đọc cùng quý vị năm giải pháp bao gồm quy hoạch bố trí quỹ đất tiêu chuẩn thiết kế và giá nhà bán ở thương mại giá thấp, cơ chế ưu đãi về đất đai, thủ tục đầu tư, xây dựng và cơ chế huy động vốn. Trong đó đáng chú ý là tiêu chuẩn về thiết kế và giá bán nhà ở thương mại giá thấp. Nhà ở thương mại giá thấp được quy định là loại nhà ở căn hộ chung cư, thiết kế căn hộ khép kín có diện tích sử dụng dưới 70m2, tuân thủ các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong giai đoạn trước mắt, giá bán nhà ở thương mại giá thấp thực hiện phương án. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, giá bán nhà ở thương mại giá thấp không vượt quá 25 triệu đồng một mét vuông. Đối với địa phương còn lại thì giá bán không quá 20 triệu đồng một mét vuông. Chắc chắn là việc phát triển nhà ở thương mại giá thấp sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dân, đặc biệt là những ai có thu nhập thấp hay là bị mất thu nhập và nhất là khi mà chúng ta vừa trải qua những đợt bùng phát của dịch COVID-19 cũng như là đợt bão lũ lịch sử tại miền Trung à, trong thời điểm vừa qua và bên cạnh đó thì sắp tới cũng có rất là nhiều những điều kiện để hỗ trợ cho người dân, trong số đó có việc thông tuyến bảo hiểm y tế và kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, bảo hiểm y tế sẽ thông tuyến tại các bệnh viện theo tỉnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các chuyên gia cho rằng với việc thông tuyến thì người bệnh điều trị nội trú sẽ được hưởng lợi, còn các cơ sở y tế sẽ cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Phản ánh những ý kiến này, báo Phụ nữ Việt Nam trên trang 3 có bài viết Thông tuyến bảo hiểm y tế, thủ tục được rút ngắn, mức hưởng tăng. Cụ thể theo luật sư Nguyễn Văn Hùng Đoàn luật sư Hà Nội, ngoài được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế, các bệnh nhân không cần giấy chuyển tuyến vẫn được khám chữa bệnh, các trường hợp người đi làm xa, cư trú ngoại tỉnh được khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi đặc biệt người bệnh có thể lựa chọn khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh tốt hơn hơn nữa khi bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh người dân tại các vùng giáp danh các tỉnh sẽ thuận lợi hơn khi đi khám chữa bệnh tuy nhiên giám đốc một bệnh viện lại lo ngại các cơ sở bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trái lại còn đông bệnh nhân hơn trong khi đó số bệnh nhân đến các cơ sở y tế tuyến huyện khám và điều trị nội trú sẽ ít đi ảnh hưởng tới thu nhập của các y bác sĩ Trong khi đó thì ở các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đang lo là từ đầu năm 2021 sẽ quá tải bệnh nhân từ các tỉnh đổ về khi chính sách mới về thanh toán bảo hiểm y tế được thực hiện. Báo Thanh niên phản ánh thực tế tác động từ chính sách mới về bảo hiểm y tế với bài viết trên trang 5, bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh lo quá tải từ đầu năm 2021. Xin được trích đọc cùng quý vị. Theo bài báo này thì hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh trừ các bệnh viện thuộc trung ương đặt trên địa bàn thành phố, đều dự đoán số lượng bệnh nhân đến khám sẽ nhập nội trú tăng lên khi thực hiện chính sách chi trả bảo hiểm y tế mới đi vào cuộc sống. Nhiều người lo lắng khi thực hiện chính sách mới nói trên, bệnh viện sẽ hạn chế chỉ định cho bệnh viện nhập viện nội trú để phòng vỡ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngày 23 tháng 12, Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối của thành phố thực hiện nhiệm vụ kép, làm tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm tải bệnh viện. Trước tiên, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố tham mưu đề xuất Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ sung giao dự toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế 2021. Năm 2020, dự toán chi là 19.004 tỷ đồng. Các bệnh viện thực hiện nghiêm việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, chú trọng cập nhật phát đồ, ứng dụng công nghệ thông tin và khám chữa bệnh từ xa. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý ra trên các báo số ra vào sáng ngày hôm nay và nếu như quý vị quan tâm thì có thể tìm đọc hoặc là xem lại trên kênh YouTube chính thức của kênh VTC9.